Hello, chào cả nhà. Là Phương mới ăn cơm trưa xong. Và khi mà ăn xong rồi á là Phương sẽ ra đây chuẩn bị giờ làm. Thì trước khi mà làm á thì sau khi ăn trưa thì Phương sẽ dùng những cái sản phẩm như thế này. Đây là cái gọi là cái bí kíp của Phương để mà có một cái làn da trắng mịn như thế này. Hồi sáng á Phương nhận được á và cuộc gọi của bà cô của Phương ở bên Canada. Cô Phương nói là Phương ơi, dạo này Phương ăn cái gì mà sao mà cái nước da của Phương nó mỡ nó đẹp dữ vậy trời. Cô gọi điện về nói, cô vừa gọi điện về hỏi Phương. Đó, sẵn đây thì Phương chia sẻ cho cô cũng như là tất cả mọi người luôn nha. Cái này là cái mà Phương vẫn ăn. Cái này thị trường chưa có đâu cả nhà. Bây giờ cả nhà muốn ăn cũng khó nha. Nhưng mà Phương là bên giám đốc kinh doanh bên này, nên thường là những cái sản phẩm nào của bên công ty á là bên Phương đều được test trước hết. Và test trước đó một tháng để coi hiệu quả như thế nào, rồi sau đó mình mới tự tin bán ra ngoài thị trường. Và thật sự là chưa cần tới một tháng, khoảng 10 ngày thôi. Khoảng 10 ngày thôi là thấy là cái da của mình nó mẩn lên liền cả nhà. Rất là mẩn luôn. Trước kia thì Phương cũng dùng những cái loại collagen hàng nội địa của Trung Quốc á, cái loại đó cũng tốt lắm. Nhưng mà gần đây thì đi nó càng xuống à, nên rất là khó có hàng cả nhà, rất khó có hàng. Với lại hàng lúc có lúc không, thì lúc đẹp lúc không thì đâu có được đúng không ạ. Ngày hôm nay thì những cái sản phẩm như thế này nè, ở Việt Nam rồi nên cả nhà yên tâm. Số lượng sắp tới mới có nè cả nhà, sắp tới thì tất cả những cái đại lý mà bán về kẹo táo nè, hay là cà bờ rồ nè, hoặc là đi tóc nâu, hoặc là Slimit 3 rồi cả nhà. Slimit 3 thì bữa nay là gọi là Slimit 3 Pro á, thì chắc chắn là sẽ có những cái sản phẩm này. Nếu mà anh chị em nào mà chúng ta cần trắng da đẹp da thì chúng ta cứ cái này mà dùng nha, ăn rất là ngon. Thật sự là Phương đã dùng rất là nhiều những cái loại sản phẩm của bên Pháp, uống có, ăn có, thuốc có trước đó đó, nhưng mà thật sự là những cái gọi mà cái thạch như thế này nè nó là hiệu quả nhất. Nhưng mà thạch một số nơi nó rất là khó ăn, không phải nước sống người ta sẽ rất khó ăn, nhưng mà đối với loại này thì nó quá ngon, ngon lắm cả nhà. Cái này mà để tủ lạnh nó còn ngon hơn nữa, rất là ngon, vị nó ngon đủ vị hết. Và Phương sẽ có một cái clip riêng để mà chia sẻ về những cái sản phẩm như thế này nha. Những cái này là ăn một ống là muốn ăn ống thứ hai á cả nhà, ăn có là muốn ăn có thứ hai á. Nhưng mà thôi, ăn nhiều tốn kém lắm, ngày ăn một bịch như thế này là ok nha cả nhà. Thay vì mình đi mua một cái viên sủi, thay vì mình uống một cái viên collagen, thay một viên sủi xe, một cái viên collagen, một cái viên trắng da và một cái viên mà gọi là chống nắng nội sinh á, thì ngày hôm nay chúng ta chỉ cần một cái bịch như thế này thôi, một gói như thế này thôi là nó sẽ có đủ hết tất cả những cái gói đó, quy tụ lại về thành một cái gói như thế này và giúp cho chúng ta vừa đẹp dáng vừa sáng da và thật sự là rất là trắng luôn nha cả nhà. Trắng là một phần, cái thứ hai nữa là nó sẽ mờ hết tất cả những cái vết nám tàn nhang, tất cả những cái chuyện nào mà có vết nám tàn nhang này nọ nó sẽ mờ hết và nó tăng sinh gọi là tăng sinh nội tiết á, cái nội tiết tốt của mình nó được điều hòa nên dẫn đến người của mình lúc nào cũng nước nang đầy đủ hết. Và cái nữa đó là nó sẽ giúp cho mình chống lão hóa. Thường nó thật sự ra là bây giờ mình đi ra ngoài nè, mấy chị có bảo bối hết, nên bây giờ mà nói tuổi của mấy chị cũng khó, nên ai cũng biết là mình sẽ sử dụng những cái bảo bối của mình. Thì ở đây là cũng là một trong những cái bảo bối của Phương để mà gọi là ra đường không ai biết, cả nhà không ai đến được cái số tuổi á, là cũng là nhờ những cái sản phẩm này. Và Phương sẽ có một cái vở clip riêng để mà Phương chia sẻ nha. Ok, còn cái này uống không? Thật sự nó rất là ngon cả nhà. Ok cả nhà, và hẹn gặp lại mọi người trong một cái clip chia sẻ khác nha. Và hôm nay là vừa rồi có con tiểu vi á, thì thầy nói là năm nay con hợp màu cam, và đúng thiệt. Màu cam cả nhà, cái này là cam đỏ nha, khi mà mình khui ra đó nó sẽ có những cái thạch màu đỏ cực kỳ ngon luôn.